Người anh ừ. đang bị ù tai mà đang đang lên cao đấy. Em không ù tai gì. Nếu như máy bay đang lên đấy. Này góc buồn. Anh có xe học lên. Buồn anh, hãy đi vệ sinh. Đi vệ sinh. Học xe được rồi. Con gái hả? Chồng đi rồi. Đây là chồng anh. Phục xe chăm rồi. À để hôm trước ở ngay chỗ ga nó xong tê nhá. Cái biển xe nó em không chứng kiến cái cảnh nổ. Không xăm thì không, nổ cháy đen thui đầu luôn. Lúc đấy chị với cả Hải đi qua đấy. Thế nhở, sợ nhở. Cháy à? Cháy là nổ cả cái đầu ấy anh ạ. Xong kính vỡ hết. Chắc là người không làm sao. Thấy mấy ông đứng chụp ảnh. Cảnh sát nhỉ? Không, dân thường. Dân thường mặc áo thường, dân cảnh sát mặc áo thường. Dân thường. Mọi người đi qua ấy. Thấy cảnh đấy đứng chụp ảnh. Trước anh đi làm trời mưa có cái xe